Chùa Một Cột gọi theo ngữ Hán Việt là Nhất Trụ Tháp hay Chùa Mật. Chùa còn có tên gọi khác là Diên Hữu Tự hoặc Liên Hoa Đài. Ngôi chùa nằm trên con phố cùng tên thuộc quận Ba Đình, Hà Nội. Không chỉ được đánh giá là ngôi chùa có kiến trúc độc nhất ở Việt Nam cũng như ở châu Á, Chùa Một Cột còn là điểm đến tâm linh, biểu tượng văn hóa ngàn năm của Hà Nội. Chùa Một Cột được xây dựng vào năm Kỷ Sửu 1049 dưới thời vua Lý Thái Tông. Năm 1962, quần thể Chùa Một Cột ở Hà Nội đã được công nhận là di tích lịch sử kiến trúc nghệ thuật quốc gia. Đến năm 2012, Chùa Một Cột đã được vinh dự, được tổ chức kỷ lục châu Á xác lập kỷ lục ngôi chùa có kiến trúc độc đáo nhất châu Á. Kết cấu nguyên bản của Chùa Một Cột được đỡ bởi các tấm dầm gỗ bám chắc vào cột đá. Cấu trúc của Chùa Một Cột hiện nay gồm một trụ, đài liên hoa, mái chùa. Cột trụ của Chùa Một Cột được dựng bằng hai cột đá chồng lên nhau, tạo thành khối trụ đứng có chiều cao 4m, chưa tính phần chìm dưới chân. Đường kính cột đá rộng 1,2m, làm người nhìn có cảm giác vững như bàn thạch. Đài liên hoa có hình vuông, mỗi cạnh 3m, chắn song bao lơn xung quanh, được đỡ bằng hệ thống cột quân vững chắc. Phía dưới là những dầm gỗ lớn được gắn trực tiếp lên trụ đá một cách chắc chắn. Các mối mộng được đục chính xác đến từng ly, khớp vừa khít với nhau tạo nên cấu trúc vô cùng vững chãi. Bên trong, đài liên hoa được bài trí lộng lẫy sang trọng. Có một án thờ bên trên đặt tượng Phật Bà Quan Âm nghìn mắt, nghìn tay, mạ vàng. Xung quanh bày biện nhiều đồ thờ, đôi lục bình gốm sứ, bình cắm hoa sen, bộ ấm chén thờ, lư hương bằng đồng. Ban thờ được sơn son thiếp vàng, trang trí nhiều họa tiết hình vân mây màu vàng. Trên trần phía trong cùng đặt tấm hoành phi nhỏ ghi ba chữ vàng, liên hoa đài. Mái chùa được lợp bằng ngói vải truyền thống màu đỏ gạch, phủ lớp rêu phong thời gian. Mỗi viên ngói như biểu hiện của sự kỳ công, tỉ mỉ của người thợ làm ra. Chùa Một Cột có 4 mái cong đầu đao, vút lên trời hay còn gọi là tàu đao. Trên đỉnh mái chùa đắp hình lưỡng long trầu mặt nguyệt. Đây là nét kiến trúc đặc trưng trong các chùa, chiền, đình, miếu. Nét kiến trúc này biểu tượng cho sự sinh sôi, âm dương hài hòa. Hoa sen được xem như biểu trưng của văn hóa Phật giáo, gợi đến cho người ta những đức tính lương thiện, kiên nhẫn, không nhiễm tạp, hành trực. Liên hoa đài được tạo tác theo những hình tượng bông sen đặt trên trụ đá cao giữa lòng hồ Linh Chiểu, như đang vươn mình hướng lên thoát khỏi thế tục, một hình ảnh vô cùng thanh tao, thuần khiết và độc đáo. Đến với chùa Một Cột, người ta thường cầu cho trí tuệ viên mãn, sinh khí tràn đầy. Qua những nét kiến trúc nghệ thuật vô cùng nhân văn, đẹp đẽ như sự tinh khôi thanh thoát của cánh sen, biểu trưng cho trí tuệ viên mãn, cột trụ hình trụ, dương khí nằm ở giữa hồ Linh Chiểu, âm khí kết hợp mang đến sự sinh sôi trường thọ nối tiếp.